thầy chào các em học sinh lớp 6. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu điểm 10 cực 2. Tính giá trị của biểu thức A bằng trừ 1 trừ 2 cộng cho 3 cộng cho 4 trừ 5 trừ 6 cộng 7 cộng 8 trừ 9 trừ 10 cộng 11 cộng 12 trừ cho chấm 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 trừ cho 1997 trừ cho 1998 cộng cho 1999 cộng cho 2000. Thì chúng ta để ý một tí nè, chúng ta sẽ nhóm 4 số trừ 1 trừ 2 cộng 3 cộng 4 là một nhóm nè. 3 cái này 4 cái này cộng lại là bằng mấy? 7 trừ 3 còn 4 nè, thấy không? Rồi 4 số này nè, trừ 5 trừ 6 cộng 7 cộng 8, mình cộng lại với nhau là 7 cộng 8 bằng 15. Cái này trừ 5 trừ 6 là trừ 11. 15 mà trừ 11 là còn 4, thấy không? Rồi tương tự nè, trừ 9 trừ 10 cộng 11 cộng 12 thì nó cũng bằng là 4 luôn. Rồi tiếp tục là trừ 1997 trừ 1998 cộng 1999 cộng 2000. Cái này thì tương tự nó cũng bằng 4. Đó. Vậy chúng ta nhóm 4 số lại một nhóm. Vậy ta có nè, đây một câu rất là hay nha. Ta có A sẽ bằng trừ 1 nè, trừ 2 cộng 3 cộng 4, một nhóm nè. Rồi nhóm thứ hai là cộng cho trừ 5 trừ 6 cộng 7 cộng 8 rồi chấm 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 đi, rất là nhiều nha. Cộng cho nhóm cuối cùng là nhóm gì đây, trừ 1997 trừ 1998 cộng cho 1999 cộng cho 2000. Thì ở đây chúng ta để ý cái này bằng 4 nè, cái này bằng 4 nè, này bằng 4, đúng không? Vậy A của mình á là nó có bao nhiêu? Nó có là từ trừ 1 nè tới 2020 tới 2000 nè, là có bao nhiêu số đây? Là có tổng là 2000 số hạng, đúng không? Nhớ chưa? A có 2000 số hạng. Vậy thì tổng A có 2000 số hạng có giá trị là bao nhiêu đây? Tổng nè. Vậy tổng A có 2000 số hạng. Được không? Cái tổng A này có 2000 số hạng. Tổng A có 2000 số hạng. Suy ra có bao nhiêu? Có giá trị là 2000 chia mấy? Chia 4, bởi vì mỗi cụm này là 4 nè. Được không? Mỗi cụm là 4. Mà A nó có tổng là 2000 số hạng. Vậy thì có là 2000 chia 4 bằng 500 nhóm. Đúng không? Có 500 nhóm. Một nhóm này, hai nhóm này, chấm 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 tới đây thì có 500 nhóm. Dạ, 500 nhóm. Mà tổng một nhóm bằng mấy? Bằng 4. Mà tổng một nhóm thì bằng mấy? Bằng 4, được không? A có 500 nhóm mà tổng một nhóm bằng 4. Vậy thì A sẽ bao nhiêu? A sẽ bằng 500 nhóm này nhân cho 4. Kết quả là bằng 2000. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.